Mới đây, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ công bố 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật năm 2019. 10 sự kiện gồm: ban hành nghị quyết số 52 về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội thảo khoa học quốc gia, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc 40 năm nhìn lại, thiết kế chế tạo phóng thành công vệ tinh Micro Dragon, khai trương trục liên thông văn bản quốc gia và cổng dịch vụ công quốc gia ST25 gạo ngon nhất thế giới, Viettel thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam, trung tâm giám định ADN hải cốt liệt sĩ chính thức hoạt động, vaccine cúm mùa tam giá dạng mảnh bất hoạt IVACFLUS chính thức được lưu hành, giáo sư Phạm Hoàng Hiệp nhận giải thưởng Ramanujan, lần đầu tiên TechFest Việt Nam được giới thiệu ra quốc tế. Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết đây là năm thứ 14 sự kiện được tổ chức. Năm nay, gần 60 nhà báo chuyên trách mảng khoa học công nghệ đến từ các báo, đài phát thanh, truyền hình trong cả nước đã tham gia bình chọn. Việc vinh danh sự kiện này cho thấy vai trò khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.